và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn cập nhật những tin tức đầu ngày với chương trình Khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 8 tháng 11, tỉnh Lai Châu trời chuyển rét, có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất là từ 8 đến 18 độ C, vùng núi là từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Trong mùa đông năm nay sẽ có các đợt rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Đề phòng xảy ra băng giá, sương muối. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại với các đợt rét đậm, rét hại trong những ngày tới cũng như mùa đông năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 3952 về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại mùa đông 2021-2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời thường xuyên đến chính quyền nhân dân chủ động ứng phó. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh. Không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi, vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói, rét. Sẵn sàng phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt. Hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Thưa quý vị, thực hiện công điện số 235 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 3953 yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh và trẻ em, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Chủ trì phối hợp công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện quy định về việc lắp camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định của chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan chức năng ngành giao thông vận tải và công an trên địa bàn kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn đối với phương tiện đưa đón học sinh, cam kết và thực hiện nghiêm yêu cầu học sinh phải có chỗ ngồi và thắt dây an toàn khi lưu thông trên xe ô tô đưa đón học sinh. Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội và nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với trẻ em, đặc biệt là vận động cha, mẹ, người giám hộ cam kết và thực hiện không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển. Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, nhất là xe ô tô đưa đón học sinh. Kiểm soát, chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các cháu học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy tham gia giao thông. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Đặc biệt, cần tập trung xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe điều khiển. Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân Hà Nội mắc COVID-19 đã từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã rà soát lại toàn bộ thời gian làm việc của bệnh nhân tại bệnh viện, đồng thời thực hiện kịp thời truy vết những người có liên quan. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện nay toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám điều trị và khách đến liên hệ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều được cán bộ y tế của bệnh viện điều tra các yếu tố dịch tễ, tiền sử bệnh, các địa điểm di chuyển trước khi tới bệnh viện. Trong trường hợp xuất hiện các biểu hiện nhiễm bệnh, sẽ được chuyển ngay đến phòng khám hô hấp để khám sàng lọc và test nhanh COVID-19. Khi bệnh nhân được nghi ngờ mắc COVID-19, sẽ lấy mẫu PCR và đưa vào khu cách ly tạm thời của bệnh viện để chờ kết quả. Theo thông tư của Bộ Y tế và cả Sở Y tế Lai Châu thì chúng tôi đã sàng lọc ở đầu vào tại cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thì những bệnh nhân ho sốt chúng tôi cho vào phòng khám hô hấp và sàng lọc và làm test, nếu có nghi ngờ chuyển xuống khu cách ly tại nhà F. Còn những bệnh nhân không ho sốt chúng tôi khám sàng lọc, không có yếu tố gì tế chúng tôi cho vào khám. Liên quan đến ca bệnh Hà Nội mắc COVID-19 làm việc tại Bệnh viện Đa khoa, qua công tác điều tra truy vết toàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có 14 cán bộ, y bác sĩ là F1 tiếp xúc gần với ca bệnh. Ngay sau khi hoàn thành việc truy vết,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành xin ý kiến Ban chỉ đạo của Sở Y tế xét nghiệm PCR cho 14 F1 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong 14 F1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành cách ly 10 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo phương án cách ly đã được xây dựng từ trước. Trong quá trình cách ly, các trường hợp này vẫn tham gia một số hoạt động của bệnh viện qua điện thoại, Zalo, Internet và 4 trường hợp được cách ly tập trung. Trong đêm ngày 24 tháng 11, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các trường hợp liên quan, các đối tượng có nguy cơ trong bệnh viện và cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường công tác sàng lọc trong bệnh viện, tăng cường xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ nhiễm COVID-19 trong bệnh viện và tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân Nguyễn Thùy Dương dương tính với SARS-CoV-2, thì về phía bệnh viện chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ quá trình làm việc của bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu trong hai ngày 16-17 tháng 11 năm 2021. Thời điểm đó thì bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế và trình phiếu xét nghiệm bằng phương pháp PCR chuẩn đoán âm tính với SARS-CoV-2 là vào ngày 14 tháng 11 năm 2021 tại Melatech, Hà Nội. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID thì bệnh viện vẫn tiến hành điều tra, truy vết các đồng chí tiếp xúc gần với bệnh nhân dương, thì tổng cộng có 14 đồng chí. Chúng tôi đã xin ý kiến của Ban chỉ đạo Sở Y tế làm xét nghiệm PCR cho 14 đồng chí này và kết quả âm tính. Trong 14 đồng chí thì chúng tôi tiến hành cách ly tại bệnh viện cho 10 đồng chí theo phương án cách ly đã được xây dựng từ trước. Trong quá trình cách ly, các đồng chí vẫn tham gia vào một số hoạt động của bệnh viện qua điện thoại, qua mạng Internet. Và 4 đồng chí được cách ly tại cộng đồng. Đồng thời, trong đêm 24 tháng 11, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế thì chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu cho toàn bộ các đối tượng có liên quan, các đối tượng có nguy cơ trong bệnh viện. Và kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng tăng cường công tác sàng lọc trong bệnh viện, tăng cường xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ khi đến khám tại bệnh viện và xét nghiệm 100% cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến nằm nội trú trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Có thể nói rằng là đến thời điểm hiện tại thì mọi hoạt động của bệnh viện đều diễn ra bình thường. Nhờ chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh từ trước, nên có thể nói rằng đến thời điểm này, mọi hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều diễn ra bình thường. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, trường mầm non Bản Bò, huyện Tam Đường đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến nay, các hạng mục công trình, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã được nhà trường hoàn thiện. Đây là niềm vui, niềm tự hào của cô và trò nhà trường trong công tác dạy và học trong những năm qua. Trường mầm non Bản Bo được chia tách thành lập ngày 5 tháng 6 năm 2001. Từ ngày chia tách đến nay, với sự nỗ lực của tập thể ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu đi đầu trong công tác dạy và học. Được biết, hiện toàn trường có 12 điểm trường với 19 lớp, 426 học sinh và 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ đáp ứng công tác, tâm huyết với nghề. Chúng tôi được sự chỉ đạo của các cấp trên thì đối với lại đơn vị chúng tôi thì cũng theo cái lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia cũng như đưa vào nghị quyết của tỉnh, nghị quyết của huyện cũng như của xã. Thì trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia thì chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực và bằng sự chỉ đạo của cấp trên, bằng sự nỗ lực của anh em quản lý trong nhà trường, cán bộ giáo viên trong nhà trường, sự phối hợp với lại phụ huynh, chúng tôi cơ bản đã làm tốt về cái công tác để kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến hiện tại thì chúng tôi đã làm xong về cơ sở vật chất. Cái nhất, cái thứ hai là về chất lượng học sinh thì chúng tôi cũng đã được đánh giá là tương đối là tốt. Còn chất lượng đối với giáo viên thì chúng tôi hiện tại nhà trường chúng tôi đang có 31 giáo viên, thì trong đó giáo viên dạy giỏi các cấp là chúng tôi có 23 và còn lại là các đồng chí ở khá. Thì đối với tập thể chúng tôi thì đã cố gắng thực hiện tốt để đáp ứng được cái nghị quyết của tỉnh, của huyện cũng như của xã và đáp ứng được cái mong muốn của phụ huynh là đưa con đến trường cảm thấy là an tâm và thấy được là trường mầm non là một trường có thể nói là có chất lượng để cho các phụ huynh yên tâm để gửi con. Để hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, ban giám hiệu và thầy cô giáo toàn trường đã tích cực chỉnh trang khuôn viên nhà trường, lớp học cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất và chất lượng chuyên môn của nhà trường. Trường mà đạt được trường chuẩn quốc gia thì đó là điều vinh dự nhất cho toàn xã cũng như là toàn trường chúng tôi ạ. Nên là chúng tôi cũng rất là cố gắng, vừa rất là vui, rất là mừng và cũng rất là hồi hộp và cũng rất là lo sợ. Nên là
chúng tôi cũng vì thế nên là để đạt được chuẩn thì chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức, mỗi một giáo viên chúng tôi là phải cố gắng để đạt được sự chuẩn quốc gia. Năm học 2020-2021, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ chuyên cần đạt từ 96% trở lên, không có học sinh bỏ học. Tỷ lệ trẻ đạt nghiệm thu toàn trường đạt 95,5%. Học sinh 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Các hội thi, phong trào, hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống được nhà trường tổ chức phong phú, sôi nổi. Thiết bị dạy học cơ bản đủ, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo theo quy định. Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên toàn trường luôn đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, có ý thức tự học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Để chuẩn bị cho năm cuối năm 2021, công nhận trường, hai trường, trường trung học cơ sở là đạt chuẩn lại và trường mầm non là đạt chuẩn mới. Thì ngay từ đầu năm thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo là thành lập cái ban chỉ đạo, đồng thời là phân công các cái thành viên trong ban chỉ đạo của xã phối hợp chặt chẽ với lại ban giám hiệu, các thầy cô giáo hai trường tổ chức triển khai thực hiện các cái hạng mục, và đặc biệt trong đó là chú trọng đến cái việc là huy động học sinh cũng như là duy trì tỷ lệ chuyên cần và nâng cao cái chất lượng dạy học, đồng thời là vận động bà con nhân dân, các bậc phụ huynh là thực hiện cái xã hội hóa để chuẩn bị tốt các cái điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho cái công tác là xây dựng trường chuẩn. Thì đến nay là sở rồi huyện đến đánh giá lại thì chúng tôi cơ bản là đạt chuẩn và không có gì thay đổi. Thì tháng 12 tới là chùa xã sẽ tổ chức là đón nhận là cái giấy chứng nhận là công nhận là hai trường đạt chuẩn quốc gia. Cô và trò nhà trường đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đẩy mạnh công tác dạy và học, từng bước hoàn thiện các hạng mục còn thiếu để sẵn sàng đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào cuối năm nay theo đúng kế hoạch và hướng tới trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2030. Để thích ứng với điều kiện bình thường mới, ngành du lịch Lai Châu xác định khôi phục du lịch theo phương châm chủ động thích ứng, linh hoạt để đạt hiệu quả, đồng thời bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Phóng sự sau đây đề cập chi tiết, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những ngày này tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Gia Không 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, người dân đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường giao thông nông thôn để đón khách du lịch. Nhiều gia đình đã tu sửa nhà, quay hướng nhà ra mặt đường để làm du lịch. Cả bản hiện có 120 hộ dân người Mông sinh sống, trong đó có khoảng 20 hộ tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Được sự vận động của cán bộ xã và được nhà nước hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng, mình đã quyết định xây nhà mới, quay hướng ra mặt đường. Hơn một tháng nữa thôi, nhà của mình sẽ xây dựng xong, tạo thêm nét đẹp cảnh quan cho cả bản làm du lịch. Khu du lịch của chúng tôi cũng đã chỉnh trang lại và cũng sẽ sửa sang lại một số các cái hạng mục để có thể phục vụ du khách sau khi mà dịch ổn định trở lại. Lai Châu xác định khôi phục du lịch theo phương châm chủ động thích ứng, linh hoạt để đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo an toàn cho khách du lịch, cho cộng đồng. Do đó, các hoạt động kích cầu phục hồi du lịch phải gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các điểm đến, cơ sở dịch vụ và khách du lịch. Đấy, hoạt động nữa đó là tiếp tục đẩy mạnh cái việc phối hợp với các cái địa phương, đặc biệt là trong cái công tác phối hợp giữa Sở Văn hóa với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong cái việc chỉnh trang, nâng cao cái chất lượng các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ, các điểm đến du lịch để thu hút khách du lịch trong cái thời gian tới. Theo kế hoạch thì từ nay cho đến cuối năm, Lai Châu dự kiến đón khoảng 70.000 lượt khách, tập trung vào thị trường khách nội tỉnh và một số tỉnh thành vùng xanh ở miền Bắc. Việc thu hút du khách đến với Lai Châu du lịch sẽ là cơ hội để quảng bá các điểm du lịch, sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương, góp phần từng bước phục hồi ngành du lịch của tỉnh Lai Châu và cả khu vực Tây Bắc. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Nhùn trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lai Châu cũng như Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn trong công tác thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Hiện tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện đạt trên 171 tỷ đồng với 13 chương trình tín dụng. Phòng giao dịch chi nhánh huyện luôn có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ tiết kiệm và vay vốn, làm tốt công tác kiểm tra giám sát sử dụng nguồn vốn vay. Qua kiểm tra,
hầu hết các hộ vay vốn sử dụng vốn hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống. Nhiều chương trình vay đã giúp đổi thay cuộc sống của nhiều hộ gia đình. Điển hình như cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, cho vay hộ nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã chủ động và thường xuyên có mặt, kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt, hỗ trợ làm nhà, mái lợp. Tổng trị giá gần 3,6 tỷ đồng, hỗ trợ cho 5.768 lượt hộ bị ảnh hưởng do thiên tai. Mặt khác, Hội Chữ Thập Đỏ thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho hàng nghìn lượt cán bộ hội viên, tình nguyện viên tại cơ sở. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện đề án phát triển cây quế của tỉnh, từ năm 2017 cho đến nay, nhân dân trên địa bàn huyện Mường Tè đã triển khai trồng trên 300 hectare quế, tập trung tại các xã Bum Tở, Vàng San, Can Hồ và Bum Nưa. Qua đánh giá, diện tích quế sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, nhân dân tích cực chăm sóc và chuyển đổi diện tích đất sản xuất không hiệu quả sang tiếp tục trồng quế trong những năm tiếp theo. Huyện Mường Tè phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển vùng quế lên 2.500 ha và hình thành nhà máy chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con, tạo đà cho công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hiện nay, huyện Mường Tè có 138 công trình thủy lợi với trên 202 km kênh mương. Các công trình đang phục vụ tưới tiêu cho trên 1.300 ha ruộng vụ mùa, 400 ha ruộng vụ đông xuân và trên 17 ha mặt nước chăn nuôi thủy sản. Từ đầu năm đến nay, huyện đã đầu tư 11 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp 8 công trình thủy lợi. Chỉ đạo các ban thủy lợi xã, tổ thủy lợi, thôn, bản tổ chức ra quân, nạo vét kênh mương nhằm duy trì hoạt động ổn định của hệ thống thủy lợi, góp phần tích cực vào việc sản xuất, canh tác nông nghiệp của nông dân trên địa bàn. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã triển khai hỗ trợ nuôi trâu sinh sản cho 21 hộ nghèo tại xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Trong đó mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng. Đến nay, một số gia đình có tiền đối ứng mua trâu đã sinh sản, bước đầu mang lại thu nhập cho gia đình. Sau 3 năm, Ban Quản lý Dự án Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phìn Hồ thu hồi lại 50% tiền mặt để bàn giao cho hộ nghèo khác được lựa chọn trên địa bàn vay để tiếp tục tham gia dự án nhằm giúp cho các hộ nghèo có thu nhập và sớm thoát nghèo. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui.